Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Kỳ ấy Chúa Giêsu tập hợp dân chúng cùng các môn đệ lại và phán: Ai muốn theo ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo ta. Quả thật, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai chịu mất mạng sống mình vì ta và vì phúc âm thì sẽ cứu được mạng sống mình. Vì chưng được lời lãi cả thế gian mà mất mạng sống mình thì nào được ích gì? Và người ta lấy gì mà đánh đổi mạng sống mình? Ai hổ thẹn vì ta và vì lời ta trong thế hệ ngoại tình và tội lỗi này, thì con người cũng sẽ hổ thẹn từ khước nó khi người đến trong vinh quang của cha người cùng với các thần thánh. Và Ngài nói với họ: Quả thật ta bảo các ngươi, trong số những kẻ có mặt đây, có người sẽ không phải nếm cái chết trước khi thấy nước Thiên Chúa đến trong quyền năng. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa. Lời Chúa ngày hôm nay cho chúng ta thấy hai hình ảnh đối xứng hay là đối lập. Đó là cái cây tháp Ba-ben, mà người Việt chúng ta quen gọi bằng một cái từ có cái nghĩa tự thân nó là chọc trời, nhà chọc trời. Một bên là cái cây thập giá của mình để đi theo Chúa, thì đó là điều kiện để làm môn đệ. Cây tháp Ba-ben, cái nhà chọc trời đó, cái hình ảnh đó nó cũng tượng trưng cho cái sự phát triển, cái sự giàu sang của cả thế gian này. Chúng ta chọn cái nào? Chúng ta chọn cây tháp Ba-ben thì hậu quả là gì? Sách Sáng Thế đã cho chúng ta thấy sự lộn xộn xảy ra. Nhiều ngôn ngữ, nhưng mà cái chính ở đây là người ta không còn hiểu nhau nữa. Người ta tưởng là khi vươn lên tận trời cao như vậy là mình làm chủ hết mọi sự. Nhưng mà có khi mình không làm chủ chính mình. Có nhiều hoàn cảnh chúng ta thấy, và có thể chính trong gia đình chúng ta đã trải nghiệm, khi còn khó khăn, áo rách và cơm không đủ no, mặc không đủ ấm, thì chúng ta lại thấy gia đình, các thành viên trong gia đình gắn bó với nhau hơn. Nhưng mà rồi khi thành đạt thì mỗi người lo cái quyền lợi riêng của mình. Mỗi người chạy theo cách giải trí riêng của mình. Mỗi người đi đến cái chốn theo sở thích riêng của mình. Và cái sự gắn kết trong gia đình nó không còn nữa, không còn như ngày trước nữa. Tình yêu thuở ban đầu dường như đã phai dần. Không phải theo năm tháng mà theo tiền tài. Đôi khi sự phát triển của tiền bạc, tài chánh ở trong đời sống cá nhân hay tập thể của chúng ta lại tỷ lệ nghịch với sự hiệp thông ở trong gia đình, ở trong từng cộng đoàn. Ngược lại, cây thập giá mang lấy nó để đi theo Chúa Giêsu thì chúng ta được đảm bảo cái hạnh phúc trường sinh. Không có hạnh phúc rẻ tiền mà dài lâu, thưa anh chị em. Mang lấy thập giá của mình mà bước theo Chúa Giêsu là đấng đã từng chịu đóng đinh và đấng đã từng vác thập giá, trên đó gó gánh tội lỗi của tất cả chúng ta. Khi đó tội của chúng ta sẽ nhẹ đi vì có Chiên Thiên Chúa đấng gánh tội trần gian, trong đó có tội chúng ta. Giáo luật khoảng 1752, nó cũng liên quan đến luật tố tụng hình sự. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy luật tố tụng hình sự trong giáo hội hoàn toàn khác. Câu cuối cùng của khoản giáo luật này nói rằng: sự cứu rỗi của các tâm hồn là luật tối thượng ở trong hội thánh của chúng ta. Chúng ta có thể làm được nhiều việc, nhưng mà chúng ta có thể giữ được rất nhiều luật,
chúng ta có thể tránh va vấp nhiều lực, nhưng mà ơn cứu rỗi của linh hồn là cái luật tối thượng mà tất cả mọi hoạt động, mọi thay đổi hay mọi cái hình thức kỷ luật hay là hoạt động của tông đồ của hội thánh phải nhắm đến cái ơn cứu rỗi của các linh hồn. Chúng ta có lẽ cũng đã quen với cái câu mà tôi đã từng chia sẻ về cha thánh Don Bosco: xin cho con các linh hồn, còn các sự khác xin Chúa cứ lấy đi. Và thánh Augustino còn nói một cái điều nữa: khi mà mình lo cho cái phần rỗi của người khác á, thì mình cũng được hưởng theo cái ơn cứu độ đó. Kính thưa ông bà và anh chị em, khi chúng ta còn khỏe, khi chúng ta còn mạnh, có lẽ cái thao thức và cái đầu tư tài chánh, cái đầu tư thời gian của chúng ta sẽ khác. Nhưng mà khi chúng ta nằm một chỗ rồi, khi chúng ta gặp khó khăn trong đi lại, chắc chắn chúng ta có điều hướng lại và chúng ta nhắm cái điều chính yếu là ơn cứu độ của chính chúng ta. Đối với thánh Phaolô thì Ngài tự nhủ rằng: khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Và Ngài cũng nói rằng cái thập giá là cái sự điên rồ, là cái sự hèn mạt đối với người Do Thái, đối với người Hy Lạp, đối với người La Mã. Nhưng mà tôi chỉ rao giảng một Chúa Kitô chịu đóng đinh. Thập giá của chúng ta luôn được một đấng hiệp hành và cùng vác với chúng ta. Đó là đấng đã chịu đóng đinh trước chúng ta, vì loài người chúng ta và để cứu rỗi chúng ta. Ngài xuống thế làm người và Ngài đã chịu tử nạn phục sinh. Ước gì mỗi khi cảm thấy gánh nặng của thập giá đè trên tâm trí và thể xác của chúng ta, chúng ta hãy nhìn lên đấng chịu đóng đinh vào thập giá và hãy xin Chúa ơn kiên trung, ơn mạnh mẽ để vác thánh giá cuộc đời của mình mà theo Chúa cho đến giây phút cuối cùng. Một điều đáng chúng ta cậy trong là Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta, và Chúa không bao giờ thử thách quá sức chịu đựng của chúng ta, cũng như Chúa không bao giờ để chúng ta vác một mình. Nhưng mà đồng thời Chúa cũng khuyên chúng ta là: anh em hãy vác lấy gánh nặng cho nhau. Ước gì khi chúng ta cảm nhận được Chúa kề vai chia sẻ thập giá của đời mình, chúng ta cũng biết nâng đỡ những người đang gánh nặng. Hãy đến với ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ và bổ sức cho các con. Anh chị em có tin vào điều đó trong trải nghiệm hiện sinh và cụ thể của từng ngày sống, mỗi khi chúng ta đau đớn, mỗi khi chúng ta thất bại, mỗi khi chúng ta cảm thấy thất vọng hay bế tắc không? Xin Chúa giúp chúng ta trả lời theo hướng tích cực câu hỏi này.